dòng sung nó như vậy. Có những dòng rất nhanh có quả. Có những dòng thì không mà 6 lốp một con đấy. Cổ chân vẫn nhiều quả. Chưa quả. Đem vào quả nó dần ra tiền. Mình đánh đôi. Tiếp theo sang hồ này. Đây là một đôi hai đôi đấy. Nguyệt quế này đẹp nhưng mà chưa biết giá. Vâng. Nước này nước khác lại quả cũng trung tâm tát à? Vâng. Để kinh Nguyệt quế thân vận xoắn à. Quay cái ổi nhưng mà nó hơi khuất trong xanh. Các cái cây của anh quên xíu tên, chưa hỏi tên. Bắc Giang, nhà vườn Bắc Giang. Dưới này xin phép không quay. À hôm trước không quay cái tùng rồi. Cái tùng hôm trước không quay rồi. 5 triệu. Đây có tùng Đài Loan này, tùng kim cương này. Mình thấy thích quá. Anh ơi còn cái tùng này bao nhiêu? 20 à? Dạ. À thế à? Không phải của anh ấy, chủ đâu thì chả biết, quanh quanh ngồi uống nước trong này thôi. Để rất đều, đế 24 giờ đấy. Đế 24 giờ. Đế 24 giờ các bác, tôi chỉ cần 12 giờ là... hoặc là 10 giờ thôi, 24 giờ đã cấp quả. Nói vậy chứ 24 giờ sướng lắm. À, triển lãm được. À, cái giống tùng này nó có đặc điểm là lá nó khác với giống tùng lá Hán của mình thường thường. Nó như nhựa các bác nhé, và lá rất là mập, rất là đều, như nhựa luôn. Và khi mà bật thì nó lên đều, nhìn rất là thích, thích mắt. Lá nó không quá dài quá, tròn tròn mập mập. Ok. Rồi. Rồi, tiểu cảnh đẹp nhưng mà hơi khô, hơi khô. Hơi khô. Giờ làm hơi nghịch. Hơi khô. Được cái hài hòa, phối hợp hài hòa tiểu cảnh. Đất chậu được vậy. Alo. Vâng. À, đang đi kiểm đếm ngoài đường. Sao thế? Chả có bao giờ là ấy đâu, có bao giờ thiết kế cái đấy đâu, toàn bộ đội nó làm à? Mà chưa có vì chưa thiết kế, mà ngày xưa làm thì cứ thuê bên ngoài làm thôi. Để rồi để kiếm để xin xem thế nào. Rồi ok. Rồi nhé. Rồi.
định để ý cái ổi cái giá nó hợp lý 3 triệu rưỡi vừa nãy bảo không nhớ lắm 3 triệu 3 triệu rưỡi tổng thể là giá hợp lý xuống một tí nữa mà cả xuống tí nữa nhưng mà vấn đề là phôi nó hơi không hợp lý cho lắm. Sang bên trung dâu này cái nào, cái cây của trung dâu này, dâu cây dâm bụt kia, dâm bụt trung dâu, kinh nhá, kinh nhá, phúc lộc thọ, phúc nhìn dâm lắm. Cụ này nhìn dâm lắm. Cụ nhìn dâm dê và dâu riết đầy người này. Chết đầy dê phải biết. Dê phải biết. Nhìn dê lắm. Không biết mình chả mua không chả ra này ông phải bắt tầm 8 triệu rồi. 8 triệu. Cụ rất dâm. Lông lá, râu ria từ đầu xuống đất. Rất dâm. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai. Hòa taxi xuống đây bán cây rồi các bạn. Hòa taxi xuống bán cây được. Trung dâu là có những cây rất hay các bạn. Những cây này thì hàng ông này thì ông tổng hợp mỗi phiên có một cây hai cây nét nét thôi, còn lại là còn lại là toàn những cây nhà ngang đấy. Anh à, cây đẹp đấy. Không tiền. không mua được à? Hỏi không được trả lời, nick nép này chết. Nick nép phải chết. Thế thì không đồ hổ nó. Không hổ nó, không trả lời. Sang khu vực chỗ bên đối diện này. Đấy, hoành tráng này nhưng mà cũng lạc cái chủ trước đầu là giao dịch với nhau nhiều hơn chứ bán được khách thì rất là ít thôi, khách qua đường thì ít thôi. À mấy cây này là bà mua rồi, bà chủ hoặc qua thám mà mua rồi xếp riêng mình. Cây này là lên hoàng hoa thám mà quát mấy triệu các bạn, toàn hoàng hàng hoa thám xuống đây lấy rồi các bạn. Trung dâu hỏi không trả lời, biết thằng em không mua. Ngầu, ngầu lá rất đẹp, rất mỡ. Điều chỉnh. Là hán. Đấy là hán cũng đẹp à, các bạn. Đó là hán của mình, nó lá nó dài, nó nhọn. Nó xấu hơn một tí so với cái lá cơ kia.
kinh đấy, nhìn quả thích ạ, nhưng mà dáng thế thì bình thường quá. Cháy 20 cái lưng thì bị cháy. Cứ vào nhà đi. Ôi, nhà chú vẫn được hàng. Lộc mừng. Cụ lộc mừng. Cây của mình hả chú? Ừ. Lâu lắm mới lại thấy chú xuống chợ nhỉ? Ôi, chơi mà. Từ đằng này đổ lại hay là như nào chú? Lộc vừng này của chú là bao tiền ấy? 50. Dạ? 50. 50. 50 triệu. Chú Hòa Taxi nhỉ? Ừ. Nổi tiếng lắm rồi. Quá nổi tiếng. Hôm nay xuống chợ thấy tâm điểm là chú ý đấy. À, xuống ngoài taxi đây, bác nhé. Đấy, mới dưới cây đặc cấp đều biết nhau cả. Đúng mà, xin chiến ngang dọc. Hòa taxi. Cây của Bắc Giang này, quê hương Bắc Giang. Xuống đây vừa chơi chơi thôi chứ bán cây này, những cây như này này các bác chỉ có gặp anh em gặp trong hội chơi ấy, thì sẽ rất dễ, còn bán ở chợ này ăn thua gì, đem đi chơi cho vui tí thôi, người ta nhớ mình tí thôi các bạn. Hoa 50 triệu. Cây đôi khi giá nó cũng là cái thương hiệu. 50 à? 50. Con vườn này đẹp cái chợ đấy. Cây của Hoa Taxi mà. Cây của lá tròn. Cây của Hoa Taxi mà. Đúng rồi, cây này của Hoa Taxi. Hòa Taxi hôm nay phải đem cây ra chợ. Hòa Taxi hôm nay ngước bẫy ra. Chắc người nhà nó cũng chán chứ. Ra đây để cho anh em nhớ đến mình chứ. Ở nhà thì cũng chán rồi, đi ra ngoài giao lưu. Đi này cần dạ, cần gì bán được cây đâu. Đi cho anh em cho nó biết nhau. Khách ở... giống tháng anh phải ra một hai lần. Chứ khách ở chợ này ai người ta mua mấy cây này. Người ta mua mấy cây phôi này nhiều này, cho anh em dán cho nhau rồi lấy đại gia biết rồi. Con phôi được không anh Việt ơi? Tí nữa gọi lùn ra làm việc giá thì em lấy em về em cho vào cái khay mỏng. Lùn nó ra đâu? Tôi chờ đằng này bây giờ đông anh em hơn đằng kia, đằng kia bà, đằng kia bà kia hết. Chật quá, bà chiếm hết. Kia bày được tôi tí, đứng không thoải mái. Ờ, kia bà chiếm hết. Và kia là ông Lập đấy. Tại nhà nhà ông Lập cũng chiếm hết chợ rồi. Mở mang ra đây chơi thì sướng mà lại khoáng có bại đường phía bên kia. Cái này hôm trước có quay rồi. Đây có con phôi này cũng hay này. Cái này của chị à chị? Cây này của nhà mình à?
có phải không? Cây bao tiền? Rồi để sang khu vực gần kia. Này chợ to quá.